Khai tại tòa, bị cáo Hằng Ni cho biết bà Hằng tổ chức nhiều buổi livestream chửi bị cáo nhiều tháng trời, trong đó gồm 4 nội dung vu khống, xúc phạm rất nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và ảnh hưởng đến công việc của bà. Sau khi xử bà Hằng xong, những thông tin đó vẫn không được xóa trên mạng, chưa minh oan được cho bị cáo. Bị cáo đã trích xuất 600 trang bài chửi bị cáo suốt nhiều tháng trời với tổng số lượng 600 trang cũng được, với rất nhiều thời gian dài và rất nhiều nội dung. Trong đó có 4 nội dung mà bị cáo đã trình bày. Thứ nhất là ngay ghép của cuộc ngày sáng ngày 3 tháng 9 á, là nói bị cáo là vừa có tích hình trang, có bị cáo là tốn tiền doanh nghiệp, ảnh hưởng tới nghề nghiệp của bị cáo, ảnh hưởng tới sự nghiệp công việc của bị cáo, ảnh hưởng tới lừa đảo của bị cáo công tác, và nói bị cáo là nói xấu của những cơ thông tin truyền thông, cái cơ quan quản lý báo chí, rồi nói báo chí bị cáo là thằng gái, cái hình ảnh đó là hình ảnh của vợ chồng bị cáo đi tìm, thì những cái thông tin đó nó gây ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Nhưng cả 600 trang bức lục của bị cáo thì chỉ được sở thông tin truyền thông xác nhận là bà xúc phạm và xúc phạm nghiêm trọng bị cáo, không hề có vu khống, không hề có bị đặt, không hề có những cái thông tin mà vẽ ra tại điều hành đó để minh oan cho bị cáo rằng bị cáo không có những thông tin như vậy. Sau khi xét xử bà Hằng không xong thì bị cáo cũng không được minh oan, bởi vì những thông tin đó vẫn được lan tỏa trên mạng đến bây giờ. Rất nhiều kênh của bà Hằng gồm có Bánh Mì TV, Lang Thang Đường Phố và rất nhiều kênh bị đặt vu khống nhục mạ và gửi thông tin cá nhân vào điện thoại và máy để chửi bị cáo rất thẳng thắn vì những thông tin sai sự thật của bà Hằng. Thế nên những cái thông tin của bị cáo nói chỉ là một clip, và mục đích rất rõ trong cái tiêu đề của clip đó là bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật hay không. Mục đích của bị cáo nói rằng bà Hằng là ai, là một công nhân bình thường của Việt Nam thì phải tuân thủ theo pháp luật Việt Nam, không được quyền vu khống xúc phạm nhục mạ. Và đó cũng không phải chỉ một mình bị cáo, trước đó bà Hằng đã vu khống rất nhiều người, thậm chí có người sẽ ăn chặn tiền. Nhưng khi mà chính công an đã xác định là người sẽ không có ăn chặn tiền, bà Hằng vẫn tiếp tục lên trên mạng nói rằng bà Hằng không chặn tiền, đó là người sẽ ăn chặn tiền, cho nên gây ảnh hưởng rất lớn trên mạng xã hội tại thời điểm đó. Bị cáo thì chỉ nói về cái phần của mình thôi, và chỉ nói rằng bà Hằng ai có quyền ngồi xổm trước pháp luật hay không. Cho nên những thông tin mà bị cáo nói cho bà Hằng nó không nhằm mục đích để làm xúc phạm vu khống nhục mạ bà Hằng, cũng không nhằm mục đích sai sự thật về bà Hằng, và chỉ nói là bà Hằng là một công dân bình thường thì phải tuân thủ quy định pháp luật, không được quyền nói xúc phạm về tôi hay nói xúc phạm bất kỳ ai trên mạng xã hội. Cáo trạng xác định bị cáo Hằng Ni đã sử dụng tài khoản Facebook và YouTube nhà báo Hằng Ni để phát buổi ghi hình tiêu đề bà Hằng có quyền ngồi xổm trên pháp luật không, đăng ngày 3 tháng 9 năm 2021. Trong đó có 4 đoạn phát ngôn được xác định thuộc bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư trái quy định của pháp luật, vi phạm điểm D khoản 1 điều 17 luật an ninh mạng. Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư Hồ Minh Hoàng.